Ở đây ta có công thức là vinyl Acetat CH3 COO vinyl CH nó CH2 Cái tiếp theo đó là Metin Acetat CH3 COO CH3 Hai chất này chúng ta đi thủy phân trong môi trường KOH đây là KOH Đây mình thu được muối là CH3 COO K cộng cho CH3 CHO Dưới này chúng ta đi tác dụng với cao H sẽ thu được CH3 COOK cộng cho CH3OH Rồi trong hai hợp chất này thì trong sản phẩm chúng ta thu được thì chỉ có CH3CO tham gia phần trắng bạc và do nó có một nhóm chất CO do đó đây nó sẽ tạo thành hai bạc chỗ này không tạo bạc như vậy đây chúng ta có khối lượng của bạc là 10,8 gram. Đây là khối lượng của bạc. Em chia cho 108 thì tương ứng với 0,1 mol. 0,1 mol thì mol của vinin acetat bây giờ sẽ là 0,05. Như vậy điều cầu chúng ta là tính khối lượng của metin acetat Như vậy để tính được khối lượng của metin acetate. Khối lượng của metin acetat là CH3 COO CH3. Bây giờ em sẽ lấy tổng khối lượng là 10 trừ đi Vinin acetat 10 trừ đi. À, CH3 là 15, CO 44, CH 13, CH2 14. Chúng ta nhân cho 0,05 bằng 5,7 g. Như vậy phần trăm khối lượng của nó bây giờ sẽ bằng em sẽ lấy 5,7 5,7 nhân cho 100 Chia cho khối lượng ban đầu là 10 Ở đây em tính được là bằng 57% Như vậy có đúng đây mình chọn Đó là câu B